Tôi có hai thế giới. Thế giới đầu tiên là gia đình nhỏ của tôi. Thế giới thứ hai là bầu trời của đất nước Việt Nam. Đó là lời nói của Đại úy Trần Ngọc Duy với bạn bè. Nhà của Đại úy Duy cách cổng đơn vị là Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không, Không quân khoảng 100m, nhiệt độ chỉ 14 độ C, không khí tang thương, lạnh giá bao trùm ngôi nhà nhỏ. Sát cánh cùng gia đình Đại úy Duy lúc này là những đồng đội, lãnh đạo đơn vị, việc hậu sự được trao đổi kỹ với bố mẹ đẻ của Đại úy Duy. 22 giờ 22 phút, chiếc xe 16 chỗ chở bố mẹ vợ, vợ và hai con gái của Đại úy Duy từ sân bay Nội Bài về đến nhà ở phố Trần Bình Trọng, Nam Cường, thành phố Yên Bái. Bà nội và người thân ra bế hai cháu nhỏ. Chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ của Đại úy Duy xuống xe, khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện khiến người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi không kìm được nước mắt. Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Hàng chục chuyến xe đưa đồng đội của Đại úy Duy từ nhà ra bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái làm vơi bớt lạnh giá. 23 giờ, bố đẻ của Đại úy Duy gọi điện, trao đổi cùng Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921, bày tỏ nguyện vọng được đưa ra vị trí phi công gặp nạn và hy sinh, nguyện vọng của gia đình được chỉ huy đơn vị đáp ứng ngay lập tức. 23 giờ 25, các đồng đội vẫn túc trực bên gia đình bất chấp cái lạnh. Chiếc xe chở người nhà ra vị trí phi công gặp nạn quay trở lại, mẹ của Đại úy Duy khóc nấc. 0 giờ, người nhà và vợ của Đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con, chồng lần cuối trước khi nhập quan. Trên chuyến xe ra bệnh viện, chị Phương kể hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp. Đây là cái Tết đầu tiên Đại úy Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Mới đầu nghe tin, em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương, đến giờ vẫn không tin Duy đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin bố đi bay nhé vào nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa, nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ. Đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy, vợ Đại úy Duy khóc,